Hướng dẫn mưa dài dây led ARGB. Đầu tiên, chúng ta cần vài cuộn led ARGB này, một dây áp điều khiển, một bộ nguồn 5V 40A, một cuộn dây điện, ở đây mình lấy mẫu ví dụ thôi nhé, một máy hàn thiếc, một cuộn thiếc hàn, một chiếc kim cắt. Bộ nguồn 5V 40A này sẽ có các chân kết nối. Hai chân đầu là vị trí cấp nguồn 220V, mình có cắm một rắc cắm như thế này. Ba chân tiếp theo là ba chân âm 5V, ba chân cuối là ba chân dương 5V. Tiếp theo, ở trên dây led mọi người sẽ thấy ba màu đồng có ký hiệu lần lượt là dương 5V là cực dương, D0 là chân tín hiệu, GND là chân nối đất, nghĩa là cực âm, tương đương với dây đỏ là cực dương, dây xanh là D0, dây trắng là cực âm. Các bạn chỉ cần để ý tới cực âm và cực dương thôi nha. Khi các bạn cắm dây led để trang trí, ở phần cuối sẽ có một rắc cắm để nối với cuộn led sau. Các bạn để ý đoạn dây led thứ hai sẽ sáng yếu hơn. Mình cắm thêm cuộn thứ ba sẽ sáng cực kỳ yếu. Lý do là không đủ nguồn để cấp cho đoạn led sau vì quá dài. Giải pháp mình dùng ở đây là dùng bộ nguồn 5V 40A để cấp nguồn cho dây led. Mình cắt phần rắc USB đi để lộ ra hai dây điện. Dây đỏ là cực dương, dây đen là cực âm. Mình sẽ lắp vào bộ nguồn theo đúng cực của nó nha. Tiếp theo, kết nối dây led vào để kiểm tra. Đã sáng. Cắm tiếp cuộn thứ hai vào, vẫn sáng yếu hơn. Cuộn thứ ba cũng vậy. Mình sẽ trích phần dây điện ở phần rắc kết nối và hàn dây điện vào hai phần đã trích ra. Tiếp tục lắp hai dây điện vừa trích được vào bộ nguồn 5V 40A. Vẫn chú ý lắp đúng cực âm dương nhá. Các bạn thấy độ sáng đã như nhau rồi. Các bạn làm tương tự với các bộ led tiếp theo. Ở trên app điện thoại, các bạn vào phần bánh răng này, chọn pixel. Tại đây, mọi người thấy phần total pixel, nghĩa là số mắt led tối đa có thể điều khiển được là từ 10 đến 1000. Mỗi cuộn led 5m có 150 pixel, vậy tối đa các bạn có thể nối dài đến 30m. Chúc các bạn thành công nha.